lúc trước mình bypass hello các bạn, thì mình phải cần get cái file hello ha. Rồi bonus boost ramdit gì nè, giờ mình không cần luôn nha các bạn. Mình không cần luôn. Alo, xin chào các bạn. Này là cái máy iPhone nó bị khóa kích hoạt cho chủ sở hữu nè các bạn. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn bypass vô menu xài wifi ha. Thì ghim vô máy tính, con này iPhone 8 Plus iOS 16.4.1, số email, số series gốc đầy đủ. Lúc trước mình bypass hello các bạn, thì mình phải cần get cái file hello ha. Rồi bonus boot ramdit gì nè, giờ mình không cần luôn nha các bạn. Mình không cần luôn. Mấy cái bước đó lằng nhằng, giờ mình chỉ cần ra red cái máy ok là mình bypass one lit luôn nha các bạn. Thì có video ra red mình cũng có lên rồi á. Thì các bạn xem chưa kỹ thì các bạn mở video đó các bạn xem lại nha. Giờ mình mở cái tool Winden lên nè. Thì iOS 16 thì mình chọn cái chip RAM mới. Để mình mở cái device manager lên. Rồi các bạn coi thử cái tool Winden á. Nó chạy, nó lúc nó chuyển driver rồi cho mình dễ quan sát ha. Cái này nói chung mình bypass hello bây giờ á. Mình chỉ cần ra red được là mình bypass nó nhanh rồi các bạn. Rồi tool mình bấm net nè. Thì nó đưa cái máy về chế độ recovery. Thì mình đợi cái máy nó về chế độ recovery á. Rồi mình đưa vô chế độ DFU. Rồi cái tool nó tự động nó làm việc nha các bạn. Cái tool này tool nhẹ phát triển gì mới phát triển nè. Tool này khá là hay ha. Giờ đưa vô DFU. Các bạn bấm đưa vô cái máy vô DFU. Thì DFU thì các bạn cứ bấm nút nguồn với volume trừ nhịp nhẹ. Cái dòng số 3 mà nó sáng đèn thì các bạn buông nguồn giữ volume trừ. Là tự động nó vô DFU rồi các bạn. Cái này nó khá là đơn giản ha. Vô cách này thì hầu như là chính xác. Rồi các bạn đợi cái tool nó làm việc thôi. Khi cái tool làm việc thì mình để ý cái driver nha. Thì nó phải nhận trên cái device manager ha. Còn nó mất driver là không có được. Này nó kêu cài driver gì lít ok nè. Cài nó luôn. Install luôn ha. Rồi mình đợi một xíu. Là cái điện thoại nó sẽ lên logo. Rồi nó chạy những cái câu lệnh nè. Rồi nó ra red thành công nha. Này giờ có cái tool này khá là tiện các bạn. Mình bypass chỉ cần ra red thành công á. Rồi mình one lit thôi. Mình không có cần get file hello. Rồi bonus. Rồi boot ramdit. Nó lằng nhằng như lúc trước ha. Rồi khai thác cài đặt gì thành công nè các bạn. Rồi các bạn đợi máy nó boot lên. Rồi mình mở cái bio tool đó. Mình check coi thử nó ra red được chưa. Thì mình tiến hành mình bypass thôi. Rất là nhanh gọn tiện lợi. Rồi ra red thành công nè. Trên tool nó báo nè. Để ra red thành công ha. Rồi tiến hành mình mở cái tool mình bypass nó. Rồi mình chờ một xíu mình đóng cái tool này lại hết đi. Rồi mình mở cái tool lên mình bypass. Thì hiện tại cái tool unlock tool đó. Thì nó có cái app thêm cái tab là bypass mà những cái máy nó ra red này các bạn. Thì giờ mình để cái máy shift qua ha. Con này là iPhone 8 Plus 16.4.1. Mình bypass bằng Jared nha. Không có cần get hello hay là bonus gì lằng nhằng nha các bạn. Rồi máy này mình không có đổi số series. Mình bấm vô no change series nè. Rồi mình đợi cái tool nó làm việc. Rồi nó báo active thành công thì cái máy mình nó vô menu ha. Rồi các bạn test chức năng, tải app rồi này kia. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.